Em xin chào các bác đam mê và thích hoa lan nhé. Trong video lần này thì em có một số phần lan chia sẻ các bác, đa phần là lan lạ và lan hài đấy, địa lan nhé, và một phần combo thanh lý lộn xộn. Các bác đặt hàng liên hệ với em theo số điện thoại là 0868825909 nhé. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo để đặt hàng nhé các bác nhé. Đây. Thì hôm nay em về hài cốc si nhá, lâu rồi mới về hài cốc kỳ này, quen mồm gọi hài cốc kỳ. Hải cốc kỳ hôm nay thì có một ít hải cốc kỳ và hàng dè rất đẹp nhé các bác nhé. Đây một cái dè hải cốc kỳ xanh mướt và đẹp luôn này. Đây. Chiều dài nó phải gần 2 găng tay nhé các bác nhé. Đây hải cốc kỳ. Đây các bác xem. Các bác nào mà chơi hàng dè to thì các bác thích chơi cái này. Đây đằng sau đây. Xanh mướt luôn nha các bác nhé. Đây. Em đã cắt tỉa gọn gàng rồi. Đây. Về đặt lên nổi trên đá thấm thủy một chút ở phía trên này thôi. Về trồng là có một cái dè hài cốc kỳ rất là hay, đẹp. Đó là hàng dè nên ra là sẽ giá hơn cao một chút nữa. Giá em bán cái dè này là 220.000 nhá. Hài cốc kỳ, đây, một dè rất đẹp đây. Cho bác nào thích chơi những cái hàng to đẹp khủng, 220.000, hình số 1 đây. Hình số 2. Hình số 2 là một dè hài cốc kỳ nó bé hơn một chút đấy. Nhưng mà nó vẫn đẹp nhá, tổng thể nó vẫn đẹp. Đây. Không có thối thiếc gì đâu nhá các bác nhá. Đấy, hàng tươi mới luôn. Nó hơi bị một vàng một chút này là do nó mọc ở chỗ lơi nó nhiều ánh sáng hơn đấy các bác ạ. Đấy. Các bác trồng hài lưu ý là không để lơi nhiều nắng nhá, tránh ánh nắng trực tiếp nhá. Hình số 2 em để là 150.000, đấy, hài cookie. Sang hình số 3, các bác không thích chơi hàng dè thì các bác chơi những cái cây dè nhỏ này. Thực ra thì vẫn đẹp mà. Đấy. Đây như này này. Có 50.000 thôi nhá. Đấy, 50.000 đây. Ba cái rẻ như này. Bé đây. So với cái này thì to hơn nhiều. Cái này thì bé hơn nhiều nhá. Hình số 3 50.000 đấy. Tiền nào của đấy. Hình số 4 cũng 50.000 nhá. Hai cốc si, cốc kỳ đấy. Vòng hoa cao vút này đấy. Cây này thì trong Nam ngoài Bắc đều thuần được nhá các bác nhá. Đấy. Không khó thuần như kiểu hải mốc đâu. Hình 4 50.000. Hình 5 sang hai đuôi công nhá. Hài đuôi công thì có những cây lùn bé này, những cây giống này và những cây nhỡ nhá. Đây, như thế này. Đấy, hài đuôi công. Đây, hoàn toàn các bác trồng được hai chậu nhá. Đuôi công thì khá chát và hiếm trong tự nhiên rồi, không còn nhiều như trước nữa. Một đây là đuôi công Sìn Hồ Lai Châu nhá. Đây. Chỗ này em để giá là 130.000 đấy. Hài đuôi công. 130.000 hình số 5. Để các bác xem kỹ cho em nhá. Cây nó chỉ được như thế này thôi. Đấy, đây. Khá là ok rồi, sành tươi luôn nhé. 130.000 hình số 5. Hình số 6 em sang hai dâu nhé. Hai dâu thì một phần như này em để với giá là 50.000 đấy. Cây xanh tươi bao đẹp cho các bác nhé. Cụm, ba cụm như này đấy. Hai dâu xanh. Mùa này ghép thì đến mùa thu ra hoa mà. Hình số 6 50.000. Hình số 7 cũng 50.000 nhé. Hai dâu đấy. Hai dâu đây. Hình số 7 50.000 hai dâu. Hình số 8 thì em có hài gấm nhá, cũng 50k thôi. Đồng giá hài 50k, bác nào mà thích chơi hài thì có thể làm cái combo 50k của em khoảng 2-300 hay là có khoảng 5-6 loại hài rồi. Đấy. Ới em một câu, có một số loại hài nó ít hơn thì em cũng không tiện lấy ra. Vâng. Đây là mèo này, đấy. Hài gấm 50k nhá, thoải mái trồng luôn. Trong Nam ngoài Bắc trồng được. Em cũng về đá thấm thủy thôi nhá, rất là nhiều nên các bác còn thích đá thấm thủy để trồng lan hài thì liên hệ với em. Em bán 10kg bao ship toàn quốc nhé, 200.000. Đây là hài Helen nhé. Hài thì rất là thích mọc trên đá thấm thủy. Không có đá thì các bác lại trồng bằng vỏ thông, dớn vụn cũng được nhé. Hoặc các loại đá xỉ cũng được, không vấn đề gì cả. Bác nào thích cái gì trồng cái đấy thôi. Dù 950.000 hài Helen, rất là nhiều. Hài lùn, cây này rất là nhỏ các bác nhé. Hình số 10 cũng 50.000 đây. Cụm này đây, những cây lẻ đấy. Toàn bộ chỗ này 50.000 hình số 10 đây. Em sang hình số 11 là lan bạc diệp nhá. Hôm nay về được hai phần lan bạc diệp thôi. Cây ra hoa dịp Tết, cần hoa dài khoảng 50 đến gần 1 mét nhá các bác nhá. Hoa màu vàng rất là đẹp, chơi được 1 tháng luôn đấy. Hoa còn to hơn mặc xuân nhiều đấy. Tại vì cây này nó đã lở tại vườn của em rồi nên em dám khẳng định là nói là như thế. Thực tế là như vậy. Đây là hình số 11, 100.000 lan bạc diệp, cái này trồng đất nhá, tránh ánh nắng trực tiếp nhá các bác nhá. Hình số 12 cũng 100.000 đấy.
cái này thì cực kỳ là dễ sống. Lan bạt diệp hình số 12 100.000, hình số 13 thì củ địa lan luôn. Lan luôn thì nó không kén như kiểu cái lan bạc diệp kia, cái này thì ánh sáng nhiều một chút cũng không sao cả. Đấy, lan luôn này, mầm miếc xa cho bác này. Đây này. Đấy. Hình này em để giá 120. Hình 14 cũng 120 nhá, lan luôn. Đấy. Đây. Củ này. Hoa ngẫu nhiên nhá các bác nhá. Đa phần của em sẽ là hoa màu thiên về trắng và màu tím một chút này. Hình 14 50.000. À 120.000. Hình 15 thì em sang sừng trâu nhé, hôm nay có ít sừng trâu này, đây này. Cái này hoa nó nhỏ thôi nhưng hoa nó sai và rất là nhiều hoa nhé các bác nhé. Đấy, cây thì nó khá là lạ dáng, độc lạ và đẹp. Về các bác có thể ghép gỗ nhé, ghép gỗ và treo như thế này. Treo như này cũng được. Hoặc là các bác nào thích thì lại cho buộc dây cột cho nó chổng lên như này nhé các bác nhé. Đây. Cột cọc và cho nó chổng lên như này. Và các bác lưu ý là cái này nhé, các bác để nơi bóng râm nhé. Nó vẫn có ánh sáng nhưng mà nó để trong cái tán mát ấy, dưới lớp lưới các bác nhá, tầng bên dưới nhá, và cũng nó ngưa cao khô thoáng một chút đấy, nó hơi khó tính một chút đấy, nhưng mà cũng không phải là không khó thuần đâu. Em thì em tưới nước không rồi nó cũng sống mà. Đây này, nhiều bác trồng bị chết thì các bác xem lại cái chỗ treo nhá. Đây này, lan sừng trâu đây, 50.000 nhá. Sừng trâu em thấy rất là dễ sống mà, 50.000. Sang hình 16 là cái lan môi chim mép dèm nhá. Bác nào thích những cái dòng ruồi muỗi thì các bác chơi những cái dòng này. Đây. Hoa thì nó bé thôi, hoa bé nhưng mà cần hoa rất là sai và xẻ nhánh nhá. Đây. Phân nhánh này, sai hoa lắm. Cái môi chim mép dèm này trong kênh của em ấy là có giới thiệu về cái mặt hoa lan môi chim mép dèm này rồi. Các bác có thể vào cái danh sách phát hoặc là tìm cái video đấy để xem cái mặt hoa của lan môi chim mép dèm nhá. Hoa nó bé như này thôi nhưng mà cần hoa dài sai. Cây này thì nó cũng dễ sống. Thì cái dạng lá nó gần như hồ điệp ấn ấy. Đấy. Nhưng mà phải phân biệt được cơ thì mới chính xác là hồ điệp ấn. Hồ điệp ấn thì nó giòn hơn, lá nó mềm hơn, cái môi chim mép dèm thì cứng hơn một chút. Em sẽ làm một video phân biệt hai cái thằng này. Môi chim mép dèm này các bác trồng như hồ điệp nhé. Trồng cho bám gỗ là tốt nhất, cho bám gỗ hoặc là tưới nước đều để trong bóng râm mát nhé các bác nhé. Cao, treo cao lên một chút. Hình số 16, 120.000. Đấy. Toàn bộ chỗ này, 1, 2, 3, 4 này, 5 cây này, 120.000, trong đó có một cây to này, đấy, cây to một mảnh lá một găng tay nhá. Còn đây là những cây bình thường, nó vẫn ra hoa được. Hoa thì sai khủng khiếp này. Hoa không giữ đâu, để quay hoa bác xem đấy. 120.000 hình số 6. Hình số 7 thì em có cái lan chả biết là cái lan gì cả. Cây này thì nó cũng có hoa đấy, hoa và quả đấy các bác ạ. Đâu nhỉ? Đây. Hoa nó giống như cây hàm lân ấy, đây này. Củ quả đây này. Cây này thì em để với giá 50.000. Hình này hình 17, một cái loại lan lạ. Bác nào thích chơi ruồi muỗi độc lạ thì chơi những cái dòng này nhá. Sang hình 18 là cái xương cá cũng 50.000 các bạn. Xương cá này nhọn lắm, đâm thủng tay luôn đấy. Đây này. Xương cá này, về các bác ghép nhá. Xương cá thì dễ sống thôi, treo cao cứ khô thoáng nhá. Ban đầu trong bóng râm một chút, sau này cây bám dễ đầy đủ, các bác cho ra ngoài ăn nắng nhiều hơn. Đấy, 18. Cái này chơi thân lá thôi nhé các bác nhé, 50.000 ạ. Sang hình 19 thì em có cái lan tóc tiên này nhé. Cái loại tóc tiên này là ở vùng Sơn La nhé các bác nhé. Không phải là những cái loại tóc tiên mà lá dài ngoằng đâu, cái cây dài ngoằng đâu. Cái loại này nó khác đấy ạ. Ra hoa vào đúng dịp Tết âm lịch nhé. Và cần hoa phân nhánh rất là đẹp. Tóc tiên này thì giá nó khá là chát. Đây các bác nhìn này. Không phải cái loại dài ngoằng cả mét đâu nhé. Cái loại đấy thì nó ra hoa vào mùa đông các bạn. Khác đây, loại này ra hoa đúng dịp Tết này. Có 4 xem nào, 1 cây này, 2 cây này, 3 4 này, 5 cây này, cây này có 2 cây. 5 cây này em để với giá 200. Bác nào thích chơi dòng độc lạ thì chơi cái dòng này. Đây này, cần hoa dài này. Và cần hoa cũng phân nhánh nhá. Em được dân giới thiệu cho và họ bán cũng khá là chát cái dòng này. Em lấy một ít sưu tầm và một hình chia sẻ xem các bác có thích không thì em ấy nhập nhiều thêm vào. Vậy đây, cây này các bác ghép gỗ nhé, hoặc là trồng vào những cái chậu dớn, hoặc là nói chung là trồng tiểu cảnh đẹp vào để Tết nó ra hoa các bác nhé. Vùng Sơn La, Thuận Châu Sơn La này, 200.000 hình số 19 đấy. Nó không được nhiều đâu, hơi bị chát cả. 20 em có khúc lọng, khúc này em để giá là 70.000 nhé. Đấy, bác nào thích thì lấy khúc lọng này bé thôi, hai loại lọng, một loại này, hai loại này đấy. Về chỉ khó tưới nước thì cây sẽ tươi lại thôi, nguyên bản 20 70.000. Sang hình 21 thì em vẫn còn dè hoàng quả kim thoa, hôm qua bán 190 thì
có một bác chốt nhưng mà không thấy bác nhắn địa chỉ thì em lại đăng lại bán cho các bác cả này. Hôm nay em giảm giá xuống còn 20.000 nữa là 170 nhá, 170 cái dây kim thoa này đây. Vàng óng cả. Nóng hàng cái loại này rất là ngại, nó cồng cành, nó lặng nữa này. Đấy, một dề rất đẹp nhá, 170.000 hình số 21. Em sang hình số 22 thì hôm nay có một cái phần lan gọi là lan thanh lý nhá, đến 90% là lan thanh lý nhá các bác nhá. 10% là lan bình thường. Đấy, bình thường là cái lan mà có thể chia sẻ bán cho các bác được ấy. Đấy, còn đâu lan thanh lý. Do vậy là các bác lưu ý là cho em là hàng không phải là cái hàng bình thường em bán cho các bác như các phần kia đâu nhá. Đấy. Tuy nhiên là nó vẫn lẫn mấy cây đẹp. Hình số 22 này, đây, bao gồm này. Hải dâu này. Hải táo này. Đấy, mấy cái hải táo này trồng về tưới tắm thì ngon lành ngay. Hải gấm này. Đây là hải cốc si này. Đây là hải Henry này. Thanh đạm cỏ này. Thanh đạm kế lộc này. Đấy. Hoàng thảo thịnh hy này, một cụm này. Lan lạ chả biết lan gì, chắc lan len này. Rồi là kiếm bích thủy này, lại cây bé về phải luyện thôi. Đám dâu rồng này, đấy, dâu rồng này, đấy. Chả biết lan gì đây. Có cái nhánh kèn này, hoàng thảo kèn nhá. Kèn này là kèn như các bác chê hay là kèn tàu thứ này. Đây thì em có cái nhánh này em lười trồng thì thôi, các bác cho vào thanh lý luôn. Đấy. Có mấy kỳ này, đấy, hoàng thảo kèn nhá, 100% chuẩn kèn luôn chứ không phải là linh tinh đâu nhá. Cam kết với các bác luôn, hoàng thảo kèn. Đây có mấy cây như này, đấy. Kim thoa này, sừng trâu, búi sừng trâu to này, nó hơi héo nhá. Hàng này hàng thanh lý nhá các bác nhá. Hạc đỉnh hồng này, còn khóm thôi, thanh lý lốt cả. Hạc đỉnh vàng còn tí này, mấy củ bé bé này, héo héo thôi. Đây. Xương cá này vẫn còn ngon chán cả. Chả biết đây là lan gì đây, đây. Hải mốc nhá. Một củ địa lan luân này, cây này vẫn còn ngon chán cả. Đây. Còn sót củ luân tôi cho vào thanh lý luôn, không đủ xếp hình. Rồi là một nhánh huyết nhung này, đấy. Hoàng thảo nghệ tâm, cái này trồng tốt cả. Đây. Rồi là mochi mép rèm nhá, cây này xấu, dập lá chút. Đấy, đấy. Đấy thì tính sơ sơ phải đến 20 loại lan đấy. Các bác nào mua thì ủng hộ em cái hình này. Hình số 22 em để là với giá là 180.000 nhá các bác nhá. Đấy, có cả kèn rồi là luân rồi này. Những cái cây nó còn vẫn còn xịn nhá. Đấy, như kiểu Henry này vẫn còn ngon này. Đấy. Hôm nay thì em có từng đấy phần lan thôi. Các bác có mua gì ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn các bác ạ.